Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay mời các bạn xem bản tin kinh hãi bún chả trộn phân vịt ở Berlin. Tại Berlin có rất nhiều những khu chợ tập trung đông người Việt Nam đến đây. Họ từ khắp nơi trên nước Đức, thậm chí cả ở châu Âu đến đây để mua bán hàng hóa, sinh hoạt, văn hóa cũng như những cái trao đổi khác. Và những cái trung tâm thương mại này của người Việt Nam thì thường rất đông đúc, và đặc biệt là vào cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật, với những người đến đây để cắt tóc, làm nail hoặc mua hàng bán buôn, bán sỉ. Và cũng rất nhiều những cái thế hệ thứ hai sinh ra ở đây tại Đức cũng được bố mẹ đưa đến những cái khu chợ như vậy để làm quen với cái văn hóa của Việt Nam và tham quan những cái khu chợ rất nhiều những mặt hàng đặc biệt này. Và trong những khu chợ này thì rất nhiều người sau khi mua bán và cắt tóc, gội đầu cũng như làm những việc khác xong, họ thường vào những cái quán Việt Nam ở đây để ăn uống và thưởng thức cái khoái khẩu mà chỉ có ở những khu chợ này mới có thể đem lại cho người Việt Nam, vì không phải ở thành phố nào cũng có. Tuy nhiên, những món ăn đó lại đem đến sự kinh hãi cho người dân Đức và châu Âu. Đó chính là những món tiết canh, món trứng vịt lộn. Rất nhiều người Đức khi vào đây và chứng kiến cảnh người Việt Nam ăn uống như vậy, họ về mô tả và nói chuyện với những người bạn của họ với những từ ngữ có vẻ không làm thích thú cho lắm. Và trong những dịch vụ ăn uống này thì an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm thường được Đức rất coi trọng. Chính vì vậy, trước khi mở các cửa hàng ở các trung tâm thương mại, các khu chợ hoặc những cửa hàng bên ngoài mặt phố thì chính quyền Đức thường có bộ phận để kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi các cửa hàng đó được mở ra. Và những người chủ cửa hàng đó khi mở cửa hàng thì bắt buộc phải đến học những cái khóa về an toàn thực phẩm tại những học viện thương mại, công thương hoặc những nơi tổ chức, để những người làm chủ có thể phổ biến cho nhân viên làm cho đúng tiêu chuẩn vệ sinh và chất lượng của sản phẩm. Và cũng tại đây, thời gian vừa qua đã xảy ra rất nhiều những tai tiếng của người Việt Nam trên mặt báo Đức và quốc tế. Đó là từ những việc như thui lợn trong những căn hộ chung cư khép kín được người Việt Nam đưa về để mổ thịt, và thậm chí có thể là họ phân phối và bán lại cho những nơi mà người ta tiêu thụ. Thì bây giờ cái việc xảy ra tiếp theo đó là họ đến ăn bún chả ở một số nhà hàng và thấy rằng có những vệ sinh không đảm bảo chất lượng. Đó là việc họ đã đụng phải phân vịt ở bún chả. Và sau đây mời các bạn xem bài tường thuật của Thời báo .d về vụ việc này. Khi cầm mẹt bún chả lòa xòa những nhánh rau bắt bắt và thơm phức mùi thịt nướng, chị Thoa bỗng thấy chất nhầy nhầy ở tay với mùi thum thủm của phân gà, phân vịt. Điều kinh hãi đã hiện ra trước mắt cả gia đình của chị. Những ngày cuối tháng, thời tiết Berlin đầy nắng ấm sau chuỗi thiên tai gió bão mạnh đã giật đổ hàng chục cây xanh. Cả gia đình của chị nảy ra ý định ngược sang miền Đông Đức cũ để thăm lại những người bạn cùng học và thời hợp tác lao động Đông Đức đang ở đây. Chuyến đi xe từ Hamburg về lại thủ đô Berlin sau 2 giờ lăn bánh đã đưa cả gia đình về một khu chợ của người Việt ở thủ đô của nước Đức. Ngoài phố, dòng xe cộ đi lại tấp nập trong trật tự, nhưng bên trong khu chợ này thì tiếng còi xe inh ỏi. Từng đoàn người đi ngang, rẽ dọc, đẩy xe nôi nghênh ngang giữa lòng đường như một khu phố thu nhỏ của miền Bắc ở Việt Nam. Bước ngược ra là những thanh niên còn rất trẻ, mặt đỏ gay vì hơi men, với mái tóc nhuộm hoe vàng. Họ ngậm thuốc lá phi pheo và vác trên vai những bao gạo. Chân bước nhanh như chạy, vội vã để kịp chuyến tàu điện vừa lao vào bến. Tìm rất lâu ở tận cuối khu giao hàng, chị mới có thể tìm được chỗ đỗ xe tại một địa điểm. Cả gia đình và con nhỏ diện bộ cánh mới lên thủ đô, đành phải bước qua những vũng nước đọng đen ngòm bốc mùi hôi chưa kịp dọn sau cơn mưa cuối cùng. Những gian hàng với đủ loại mác nhãn
cùng nhiều ngôn ngữ đã gợi lên sự tò mò của các con chị. Chị gặp lại rất nhiều khuôn mặt chủ giao hàng quen thuộc hàng chục năm trước. Giờ họ đã già với những ánh mắt nhìn xa xăm. Liên tưởng tới quãng thời gian trước, chị cũng như ở đây, giống như mọi người khác, phải bươn chải lo toan cho cuộc sống và những món hàng đã mua sau những ngày nước Đức thống nhất để đem ra bán ngoài lề đường. Chị đã phải dầm mình dưới tuyết lạnh để có những đồng tiền lo cho gia đình bé nhỏ và gửi về giúp bố mẹ nơi quê nhà. Nghĩ lại, chị dùng mình ớn lạnh, nhưng những đứa trẻ thì vẫn rướn mắt theo những ánh đèn nhấp nháy từ những khu bán hàng đồ lưu niệm. Chặng dừng chân cuối cùng là một nhà hàng của người Việt Nam với hương vị thơm lừng của mùi bún chả nướng, được những đầu bếp thao tác ngay giữa khu sân chợ. Hương vị tỏa ra thật cuốn hút. Nhiều người đã dùng máy ảnh chụp lại để ghi nhận thứ không gian rất đặc biệt ở thủ đô này. Chị cùng gia đình quyết định tự thưởng thức cho mình mỗi người một suất bún chả quê hương. Thật hấp dẫn khi các món ăn này được đưa ra trên một cái mẹt nhỏ xinh xắn bằng lan tre, phía dưới óng lên màu xanh của lá chuối, loa xoa là những nhánh rau thơm cùng khoanh bún trắng, làm cho món bún chả thêm phần bắt mắt. Nhưng điều kinh hoàng với cả gia đình đã diễn ra khi chị vừa cầm tay vào chiếc mẹt. Các ngón tay của chị bị bám đầy phân vịt, một chất nhờn nhờn óng kèm theo mùi thum thủm sực lên thật khó chịu. Cả nhà nhìn kỹ và kinh khiếp chứng kiến sự việc hãi hùng. Các cháu nhỏ đang hồ hởi cầm đũa chuẩn bị thưởng thức món Việt Nam đột nhiên bị khựng lại, không còn tâm trí để thưởng thức nữa. Những người bồi bàn được mời đến để giải thích về lý do kinh hoàng này. Bàn bên cạnh, những người Đức ngoái sang xem cảnh đặc biệt ở khu chợ. Một vị khách ở Berlin thường hay lui tới quán này cũng giải thích tiếp. Có lẽ họ đã để một số mẹt trong gian nhà bếp, nơi cắt tiết vịt tiết ngang. Nhưng khi đó có thể đã bị chúng vô tình phóng uế dính vào những chiếc mẹt này. Những chiếc mẹt này họ rất ít khi rửa, đặc biệt là khi cuối tuần khách đông. Mỗi khi phục vụ xong khách hàng thì họ chỉ lót lại lá chuối để bày đồ ăn mới mang ra, nên phân gà, phân vịt theo đó mà bám vào, không ai hay biết. Trên con đường về Hamburg dường như dài hơn khi trên xe không ai nói với ai được lời nào. Các con của chị thì ngủ thiếp đi và chắc hẳn rằng kỷ niệm kinh hoàng này sẽ được đám trẻ nhỏ nhớ mãi và kể tiếp cho những bạn bè cùng lớp của chúng. Chuyến đi Berlin đến với cộng đồng người Việt Nam của chị lần tới chắc hẳn sẽ vắng các con chị. Và câu chuyện này được miêu tả theo sự thật diễn ra tại một nhà hàng ở Berlin, cùng những hình ảnh được nhân chứng chia sẻ cho tờ Thời báo.de. Các bạn vừa nghe bản tin kinh hãi bún chả trộn phân vịt ở Berlin. Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.